Vào khoảng 20 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2021, tại khu nhà trọ thuộc thôn Như Phượng Thượng, xã Long Hương, huyện Văn Giang đã xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là anh Phạm Quốc Anh, sinh năm 2000, trú tại thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, là người thuê trọ, đã bị hai đối tượng lạ mặt tùng sao chém nhiều nhát vào vùng đầu, lưng, sườn và chân khiến anh tử vong. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh, công an huyện Văn Sang và các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ án, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên đã thành lập ban chuyên án, tiến hành truy xét đối tượng gây án. Sau hơn 2 ngày triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được nơi lần trốn của các đối tượng, biết không thể thoát tội. Sáng ngày 15 tháng 4 năm 2021, hai đối tượng cùng chú tại huyện Văn Tàng là Lê Xuân Tú, sinh năm 1990, ở thôn Đại, xã Phụng Công, và Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1994, ở thôn 9, xã Xuân Quan, đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi tiết anh quốc anh. Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn, sau khi chém nạn nhân, hai đối tượng đã lẩn trốn tại thành phố Hà Nội. Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 16 tháng 4 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tú và Hùng về tội giết người.